ca đẻ khó nè các bạn ơi. Chào Thái Đô xin kính chào quý vị nha. Một ca đẻ khó mà công nhận con thỏ này là có nuôi đến chết thời chôn, nó quá khôn, đẻ rất là khó, nhưng mà đẻ ra là đứng im cho con bố luôn này các bạn nè. Mình đỡ đẻ nó nè, thấy chưa, đẻ ca này rất là khó. Đẻ một con mà nó nín đẻ luôn thì mình mới kích ra phát hiện kịp thời, thì kích cho nó một mũi nhẹ nhẹ, cuối cùng đẻ được. Mà con này đúng khôn luôn, nó đẻ mệt cái đó mà đẻ xong là cho con nó bú liền các bạn coi nè, thấy chưa, máu mai còn nè, chứ đâu nó sợ đâu, bạn thấy không nè, con mũi này vậy mà nó ngồi ở trong rổ im cho con nó bú luôn các bạn thấy không. Có một số con khác nái, mình nái là phải nuôi nái cỡ này nè, thì sau này mình phải lấy cái nguồn gốc của nó đó, mình nhân ra con nái là cũng được nữa nè, đỡ còn máu nè, máu mai tùm lum nè, ghê thiệt. Đã chọn nái là phải chọn nái kiểu này thì mình nuôi mới đạt hiệu quả. Bỏ rổ thì nó mới vừa đẻ luôn chứ đâu có lâu ly gì. Tìm cách đẻ cho nó nè, mình đâu nó sợ đâu. Đây vẫn còn thuốc này, vẫn còn thuốc này các bạn, ống này đâu nó sợ đâu. Mà công nhận nó khôn thiệt luôn á chứ, khôn thiệt. Một bà này đẻ thì ra đây nằm nè, thấy không, bà này á đẻ thì ra đây nằm cũng máu mai tùm lum nè, đẻ một mớ luôn. Mùa này mà đẻ một mớ 8 con về thôi chết rồi. Còn bà này khôn cực kỳ luôn nè, chọn phải chọn nái cỡ này, thấy chưa. Để ráng quay lại xíu nữa coi thì con nó bú no cỡ nào, nó vừa đẻ ra luôn là cho con bú luôn, giỏi thiệt cái chứ. Là đêm nay là đẻ 3 con mà kích đẻ hết, đẻ 4 con mà kích đẻ hết 4 con rồi. Qua đây nữa nè, bạn coi. Bà này đang đẻ. Được mấy anh đây. Trời ơi trời. Được anh nào nữa không? Bà thì đẻ 8 9 con. Bà thì đẻ có 2 con thôi nè. 2 con của bà này. 4 con của bà này. Hả? 4 con của bà này. Bà này mấy con? Bà này 2 con. Thôi kệ nó, đẻ ít thôi đừng đẻ nhiều. Đẻ ít thôi để mà nè, bà này đẻ ra to lắm rồi. Đẻ 2 con này. Bà này thì đẻ 2 con để mình sang. Cứ sang qua đây. Rồi vô luôn. Nái thì nái tốt. Cho nuôi tại ổ luôn. Nái tốt mà. Bà này xấu 4 con này. Cho qua nữa này. Cho 2 con qua nữa này. 6 con đó, bà này không có đúng không, đang lượm cái kia sang qua cho bà ghiền chưa, đang nhổ lông nữa này, để nhổ à. Đây nói để luôn mà nhìn tao đùng, để ít thì to. Đi sang đây, đây quay lại cho các bạn coi đó. Này nè, ổ này nè, mùa nắng mà đẻ rất đều rất đẹp đây. Đây đẹp, mùa nắng đẻ rất đều rất đẹp đây. 5 con thôi, không còn nhiều. Đây 4 con thôi. Đây rổ này thì thôi khỏi nói, rổ này bá đạo lắm. Rổ này thì tới 10, nó đẻ mà tới 11 con luôn mà nuôi không có chết con nào. Dạ ma thì này, con này lúc nhúc luôn này. Bây giờ phải đi sang thôi, con này. 11 con mẹ chịu thôi nổi. Thấy chưa? 2 4 6 8 10 11 con. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Thiếu sữa nè, nhìn da nhăn nè, thấy không? Lát nữa sang, giờ tiếp tục qua con kia coi thử nó cho bú chưa. Con khôn thiệt luôn chứ. Đâu vẫn còn nằm cho con bú, vẫn còn nằm cho con bú này các bạn ơi, ghê thiệt, không phải nằm chơi đâu nha.
nằm nguyên luôn á, banh háng cho con bú luôn á, banh háng cho con bú luôn á chứ không phải là đơn giản đâu nè. Quá quá thỏ này khùng quá, con nái này đánh dấu lại lấy giống làm giống được, lấy được cái lấy cái phải hết. Con gà này gà đâu kêu ta. Đó, ghê chưa, giờ này vẫn còn cho bú nè, giỏi thiệt. Bú no là ở đầu là, cơ bản là con này chăm tốt sữa, cơ bản là con này chăm tốt sữa nhiều cho nên là bắt buộc phải cho con bú, không nó cương cứng chịu nổi. Thấy không, máu ma tùm lum hết này, một đêm chết 4 con, 3 con thì đẻ chậm chết không bị ghét nào nào, rồi con này thì đẻ khó, đẻ có 1 con rồi nín luôn chết phát nữa, đẻ hết cuối cùng cho con bú đẹp quá đẹp. Mấy con này là các bạn nên để giống lại, lấy con mẹ luôn, lấy con cái cũng được thì cũng lấy được. Muối tiêu nè, đang gầy muối tiêu nè các bạn, muối tiêu nè, đực nè, đực nè, đực tơ hết á, đực nè, đực nè, đực nè, đực lắm, đực nè, đực tơ nè, đực tơ nè, muối tiêu rồi, đực muối tiêu nè, đực muối tiêu nè, đã chưa, nhìn hai con mắt này kinh khủng, đực muối tiêu. Đó, đực muối tiêu đó ghê chưa, đây đực nè, tơ hết đó. Đó, bây giờ anh cho bú đã rồi á, con no, trời ơi trời, trời ơi trời, con nó đẻ nè, không biết mấy con mà kẻ luôn á, thì tính coi, đẻ đều, 2, 4, 6, 8, 9 con mà đều, ngay, ghê thiệt, bà này khôn. Bà này quá ghê rồi, mà thấy không, để một phát 19 con cho bú hết 9 con luôn nè, con này bị bầm lưng giúp bà đạp rồi gì, ghê thiệt. Rồi mình giới thiệu với các bạn một xíu vậy thôi. Đây cái nè, muối tiêu này các bạn, muối tiêu này, cái muối tiêu sưu tầm đây, muối tiêu để được 3 con, trộn 3 con đây, bên này có muối tiêu nữa nha, muối tiêu còn đẻ nha. Bà này chắc đẻ cũng hơi nhiều á, muối tiêu bụng bự chưa, đó muối tiêu chưa, đã không, đó. Rồi bây giờ đi lựa thỏ thôi, lâu lâu mình quay chút xíu thôi để cho anh em bà con cô bác nhớ tới mình. Đây có bà muối tiêu nữa nè, muối tiêu này đó, thấy chưa, đó. Thôi mình xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Rồi xin kính chào.